Vâng, đọc rồi. Thì cũng nói sơ qua cho các bạn sau ha. Mình thi vào buổi chiều ngày 1 tháng 2 11:30 là mấy bạn phải có mặt ở trong phòng chờ xếp đặt. Thì cái phòng chờ xếp đặt nó nằm phía sau lưng của các bạn á. Ngày thi thì mấy bạn đi theo hướng đi thẳng vào trong cái đường kia và vào trong đó thì cái phía sau nó sẽ có phòng chờ xếp đặt. Ngày thi trước một ngày anh sẽ thông báo trước cho mình biết là mình sẽ làm gì ha, cũng như khung giờ tập trung đem theo cái gì vào đó điền như thế nào hay là nộp cái gì đó. Đi thi mấy bạn cầm theo thứ nhất là chứng minh nhân bản gốc, căn cứ bản gốc, ai có bằng ô tô cũng đem theo bản gốc như vậy. Đi thi mặc lịch sự nha, đối với bạn nam không được mặc quần ngắn và bạn nữ không được mặc áo sát nách. Về lúc vào trong phòng thi lý thuyết là bác cởi áo khoác ra, không có cho mặc áo khoác vào trong. Tiếp tục, sau khi vào trong phòng chờ thì tầm 11:30 anh sẽ có mặt sẵn ở trong phòng chờ, có gì thì anh sẽ thông báo trước mấy bạn. Vào trong phòng chờ lấy tờ khai điền thông tin, điền xong thông tin mình sẽ kẹp chung chứng minh nhân dân căn cước công dân vào trong tờ khai. Cái lúc mà mình lấy tờ đơn sẽ có một ghim, mình sẽ cầm theo ghim đó kẹp chung, sau đó mình nộp lên. Nộp lên xong thì mình sẽ đợi thông báo chờ gọi tên ra cái phần tập xe miễn phí. Thì trước giờ thi vẫn có tập xe, tầm 12 giờ là sẽ có tập xe miễn phí nữa, mình có thể ra ngoài mình xếp hàng mình tập, còn ai không muốn tập thì ngồi ở trong phòng chờ để đúng giờ bên hội đồng thi người ta sẽ gọi tên ra. Một lượt gọi tên thì sẽ có từ 20 cho tới 30 bạn. Và khi bên hội đồng thi người ta gọi tên, các bạn tiến hành tắt nguồn điện thoại, cởi áo khoác cầm trên tay, ai có ba lô túi xách thì cũng vậy, đeo hết trước này. Và bạn sẽ di chuyển ra cái hành lang phía sau lưng và mình sẽ đứng xếp hàng chờ bên anh dẫn ra phòng chờ lý thuyết. Phòng thi lý thuyết của mình nó nằm ở ngoài kia đó, ngay chỗ cái xe hai xe máy mình để đó. Thì nó sẽ có những cái tủ sắt, trước khi vào trong phòng thi thì mình sẽ bỏ tủ sắt áo khoác quăng nó vào trong cái tủ đó, kéo tủ đóng lại nó chỉ có vào một túi, sau đó mình di chuyển vào trong để chờ bên giám thị người ta gọi tên. Khi giám thị gọi tên thì mình tiến hành ngồi đúng vị trí và lúc đó mình sẽ biết cái số báo danh của mình là bao nhiêu. Số báo danh người ta sẽ đánh lên trên cái tờ khai ban đầu ở bàn điền và ông giám thị ông sẽ để sẵn trên cái bàn. Việc các bạn cần làm chỉ cần nhập theo số báo danh, nhấn enter lần thứ nhất để kiểm tra thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, thành lập và địa chỉ của mình ở đâu. Nếu mà đúng thông tin rồi, các bạn nhấn enter lần thứ hai để bắt đầu mở ra câu hỏi làm bài. Thời gian làm bài mỗi người bắt đầu sẽ là 19 phút đếm ngược. Kết thúc bài thì làm sao làm? Trên 21 câu không sai có điểm điểm là đậu. Về phần thao tác, mình chỉ cần di chuyển bàn phím lên xuống là di chuyển câu hỏi, chọn đáp án là từ 1 tới 4, sau đáp án thì nhấn lại đáp án mình đã chọn và đánh xóa, chọn ô khác. Thì khi làm xong á, muốn đọc bài có thể dùng bên chuột và mình hạn chế cái phần mà lấy chuột kích đáp án, cái đó là dễ nhầm là mình sẽ bị rớt lúc nào mình không hay, nên tốt nhất các bạn cứ làm cho bài thi từ từ. Mình cứ làm trên bàn phím thật kỹ, mình kiểm tra trước 2-3 lần xong rồi thì mình hãy dùng tới chuột mình đọc bài. Và anh sẽ có gửi sẵn cái video dạy hướng dẫn thao tác cho nhóm cho mình luôn, trước ngày thi luôn, các bạn cứ theo dõi trước không. Sau khi mình làm xong, trường hợp bạn nào thi đạt thì mình sẽ di chuyển ra khu vực thi thực tập, còn ai thi rớt liên hệ lại khu ngang chủ mà bên phòng thi danh hoặc liên hệ mấy chị hướng dẫn đăng ký online thì lại được xong. Thì lý thuyết rớt lý thuyết thì lại lý thuyết, rớt thực hành thì lại thực hành, à không phải là thi rớt thực hành, không phải thi lại từ đầu, và mình chỉ đóng cái phí thi lại, rớt phần nào đóng lại phí phần đó, không có đóng từ đầu. Tiếp tục cái phần thực hành, trường hợp các bạn thi đậu lý thuyết xong di chuyển ra khu vực ở đây là sẽ để sẵn những cái bàn cái ghế không? Là khoảng 3-50 người ngồi đây, mình thi xong mình cứ ra đây và nhớ tắt cái điện thoại lại nha. Khu vực này là khu vực nó để các bạn nhìn đó, tống cái phim khi thi tránh trường hợp các bạn lôi điện thoại ra, giám thị người ta lập biên bản coi như là hủy kết quả thi, cấm thi 5 năm nha, lưu ý cho bạn. Rồi tiếp tục, và khi mà giám thị gọi tên thi thực hành, các bạn cần là các bạn đứng dài chỗ, kéo khẩu trang xuống, nhìn vào khung cửa sổ đó để ông trình diện, sau đó mình sẽ ra mình hẹn xem. Thì ví dụ như ngày thi của mình á, những bạn khác mấy bạn thi xong người ta sẽ để sẵn hết là ngay chỗ cái trường cao đẳng kia để khoảng là 5 chiếc xe thi, thì giám thị người ta chỉ định số nào lấy đúng số và mình sẽ lấy mũ hiểm mình đội lên cho xe vị trí xuất phát. Giờ anh hướng dẫn trước về cái phần tập thô. Ở đây mình tập xe chiều nay á thì có hai nội dung. Nội dung đầu tiên thì mình sẽ tập thô là tập số 8, còn thứ hai bắt đầu thi thử với thi thật, chỉ là các phần của giám thị thôi. Cho mọi chìa khóa xe số 20.
Nói chung là làm sao làm xíu nữa mình tập xe, việc lên xe mình tập xong, mình chỉ cần gạt cặp. Mình chỉ cần để yên, mình không có tắt máy cũng không tắt. Rồi, khi nhận xe, các bạn kiểm tra thân chân cánh tay nữa nha. Thì khi mà lúc mà mình bắt đầu mình lấy xe ra khu vực xuất phát á, thì mấy bạn nhớ hướng theo cột đầu tiên. Cái lý do mà kêu mấy bạn đé cái cột ngoài ra là khi ngày thi của mình á, khu vực này nó sẽ trống, không có ai đứng ở đó, chỉ có một cửa số bên nhân viên sân bay người ta đứng ở đó thôi. Là mình sẽ tiến hành đi sau về theo cái hướng từ đó quay ngược lên, đậu xe hết về phần phía bên trái, đầu xe của mình hướng theo chữ U và chữ A đó, chữ xuất phát ở giữa luôn, để mình đứng đó mình đợi người là mình vào. Và khi lên xe á, để tận dụng tăng cái ga nước nha, anh nói về phần ga nước khi lên xe, chậm thắng trước cái thắng tay chân và hạn chế cái tay giúp anh nha. Ở đây mình chuẩn cái chân con, chuẩn cái chân an toàn con, tại vì khi mình chạy trong hình đó mình cứ bóp cái đầu một ngón ba ngón gì đó sẽ bị cắn cái tay của mình và không có lánh lái được, nó bị mất lái, mất yếu cái lực tay của mình lực phải đi. Và khi mà mình bắt đầu quay xe á, lúc này các bạn ngồi là cứ lấy sắt bên trái ngồi thôi. Và khi mình gọi xe mình cứ canh chỉnh cái vị trí ngồi tình thuận của mình, gác chân lên thử đi, nó có cắn hay vướng gì hay không, và mình cứ ngồi thẳng đánh lái qua lại để quen cái tay của mình để coi lái nó được tới đâu. Đây là hết nè, bên kia con này là hết nè. Và khi mình chạy trong hình số 8 á, mình lấy được một bậc lái thôi nha, nó là lấy nhẹ thôi nè, để cho xe nó vừa đủ là nó tự động di chuyển. Còn lại mình cứ chiều ga đi, xe ga lên vừa đủ xe tự động chạy, việc còn lại chỉ xử lý phần đánh lái thôi, nó không quá phức tạp. Rồi tiếp tục, giờ mình vào hình đúng không, thì mình sẽ đậu xe hết về phần bên trái rồi. Cho xe thẳng trước đã, khi mà lo báo thì mình sẽ bắt đầu vào, nhưng mà mình không có được đậu sát quá về cái phần bên trái này, mình sẽ lui lại để mình lấy đà vào. Đậu sát quá khi tay ga lên tay lái nó chưa ổn định thì sẽ đập đảo vào đó lại ha. Mình sẽ lấy xa ra một tí. Rồi giờ bắt đầu hình, vẫn đi sát mấy bên trái, mấy bạn dừng theo anh tới đó đánh lái bật canh. Và trong lúc mình chạy hình đó, ở đây anh tập chiều nay là mình sẽ đánh hai dòng số 8 liên tục luôn, chứ không phải đi một dòng đúng quy trình. Hai dòng số 8 tới kia mình vòng về đây, xíu nữa mình thi thử mình mới đi hết 4 bài nữa, được chưa? Rồi bắt đầu vào hình ra. Xác ra xong cho nên các bạn chiều ga vừa đủ nè, nhớ nha, cái hình này là lên đây là góc cao á, thêm một tiếng ga cho xe nó chạy thôi. Ở đoạn này thì các bạn chiều ga vừa đủ, không tay cao quá được, không tay cao là quay ra ngoài nha. Còn này cũng là dốc xuống góc rộng lên một tí, chiều ga vừa đủ đi thôi đó, tự động đi. Cái này tới mấy cái điểm đỏ này chứ nữa thì có anh Trường ở trong đó chưa ra để hướng dẫn các bạn. Cái đầu này là nó để ý số một số bài bạn bay ra ngoài luôn, khá là luôn đó. Qua giữa lấy giữa tâm hình góc rộng qua bên phải, nói chung cứ qua cua giảm tốc và tới giữa tâm hình là lấy giữa tâm trước đã, rồi cua đâu cua tiếp tục tới đây. Cái bài ra hình thì mình đi sát tới bên trái, sang tới bên trái lấy sâu xuống là ra chưa. Cứ ở cái góc vào góc ra thì anh chị nhắc một số cái để bạn vào thường vào ra mình nó không có cá cái vật đó nha. Thường bị mất điểm là điểm là chỗ mà nút vào cũng như nút ra đó là mất nhiều nhất, nút vào cái gì hết là mất 5 điểm rồi. Giờ thì anh chỉ cần đọc tên thôi, thì khi mà mình tập thì sẽ có hai bạn chạy vào cùng lúc, chạy hai dòng tám đi vào liên tục, chạy xong hai người này về đá trống thì hai người sau tiếp tục lên, mình sẽ có 3 lượt chạy tới 3 lượt à, chạy xong ok hết rồi bắt đầu thi thử xong rồi về chưa. Rồi giờ chuyển nha.
trước khi lo báo nha. Rồi, ở đây là xe số 2 ha. Chờ nghe lo báo, xe số 2 bắt đầu thi, bắt đầu vào. Xe 05, bắt đầu thi. Số 5 nè. Số 5. Rồi, nhanh quá không tốt, chậm quá không tốt, các bạn giữ ra điều điều một tí, nhiều khi các bạn nhanh quá mấy cái đoạn này mấy bạn sẽ bay ra ngoài nha. Ở đây anh sẽ chống chân xe 05 chạm chân xuống đất đó, cái đó là giống hỏi chấm mấy người không ấy chấm nha. Rồi ra kia anh cán thêm một phần nữa nè. Rồi đoạn này mà anh sớm đúng không, mất 5 điểm. Xe 05 chạm vạch đó, cái đó là tính mà thiết bị nha. Sau khi mà tới cái bài số 2 hoặc là số 3 thì bạn nào không biết á, là nó phải có thể nhận cho mặt ở đây tính chung thì mình mình né cái mặt này ra, cứ đề là một lần là tính chung đồng điểm hết, làm sao bạn tới bài đường này chứ còn 80 lần đầu chứ bây giờ các bạn sẽ nói ra. Xe đi ra ngoài hình, xe 05 thi trượt. Lỗi này, lỗi ngã xe. Cũng như là cái phần thứ nhất ngã xe này, đi sai hình máy từ trong. Còn cái lỗi mà đi ra ngoài hình cũng như ngã xe là giám thị nó trống. Tống chân là giám thị trống. Còn những cái lỗi mà đi sai hình, cá mặt, đi ngược hình, thì cái đó là máy nó tự